Hello là ok. Trước khi về video, chị Hiền muốn giới thiệu cho mọi người về kênh thứ 3 của em SUXIXON. Đó chính là kênh Chú Chó Đi Hai Chân Tim. Kênh Chú Chó Đi Hai Chân Tim sẽ là kênh thực hiện rất là nhiều video theo yêu cầu của các em fan. Và để theo dõi thêm nhiều video ở trên kênh Chú Chó Đi Hai Chân Tim này thì các em fan nhớ nhấn đăng ký theo dõi cái kênh này nha. Và đặc biệt ở kênh Chú Chó Đi Hai Chân Tim này, chị Hiền cùng với bé Thảo sẽ thực hiện rất là nhiều màn chơi ăn sen luôn đó. Các em fan mà muốn Chú Chó Đi Hai Chân Tim thực hiện những cái thử thách nào thì nhớ bình luận ở phía dưới mỗi video nha. Chị Hiền cùng với anh Sen, bé Thảo, em Su và em Bông sẽ thực hiện để hoàn thành những thử thách của các em đề ra đó. Hello là ok, xin chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh của Chú Chó Đi Hai Chân SUXIXON và bongbebonng. Ở diễn biến của tập vừa rồi, anh Sen đã đào lại bãi đất và phát hiện ra trong bãi đất có một đôi giày mà cô giáo của Su để giấu đó cả nhà. Sau đó thì anh Sen cùng với bé Thảo đã mang đôi giày về đưa cho chị Hiền nhằm mục đích đó chính là minh oan cho Su. Nhưng kết quả thì không nằm ngoài dự đoán của anh Sen. Sau khi chị Hiền quan sát kỹ đôi giày thì vẫn cho rằng Su không hề bị oan mà thật sự là Su học dốt. Vì vậy lúc này anh Sen đã sử dụng biện pháp cuối cùng, đó chính là nhờ Su đánh hơi để tìm ra vị trí của cô giáo của Su. Thì liệu rằng anh Sen cùng với Su có thể tìm ra được cô giáo và minh oan cho Su hay không thì mời cả nhà đón xem ở tập này nha. Su ơi! Ok cả nhà, thì hiện tại là bọn mình đã tới một cái ngã tư như thế này cả nhà. Đó, đây cả nhà, đó một cái ngã tư như thế này. Đó thì mình không biết là đi đường nào tại vì nó có rất là nhiều ngã rẽ. Thì giờ mình sẽ bắt đầu mình nhờ cái mũ của Su đánh hơi tiếp và hỏi là Su đi đâu. Su, ngửi. Ngửi đi. Rồi, Su bây giờ mình đi đường nào tiếp Su? Sao Su đi đường nào, đi đường nào? Thảo, Su nói đi đường nào Thảo? Đi quẹo qua đây đúng không? Đó cả nhà có thấy không, Su cực kỳ thông minh luôn. Với cái mũi của Su á thì đã có thể đánh hơi được vị trí cô giáo của Su rồi đó cả nhà. Rồi tới đây nữa rồi. Thì ok cả nhà, tiếp tục là lại tới một cái ngã tư tiếp. Cả nhà thấy không, ở đây á, là lại rất là nhiều đường tiếp. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hỏi em Su. Su ơi, cô dạy. Su, ngửi. Rồi, Su nói cho anh nghe, đi đường nào? Đi đường nào? Su nói là tiếp tục đi thẳng. Đó, vậy là chắc chắn luôn vị trí của tụi nó đang khá là gần mình. Rồi, đi lên. Tiếp tục. Thì lần này chỉ có thể nhờ vào cái lỗ mũi thính của Su thì mới mong rằng gặp được cô giáo và minh oan cho Su thôi cả nhà. Ủa Thảo ơi, tại sao Su lại chỉ mình tới cái cổng trường này ta? Hả? Ok cả nhà, thì đi một vòng á là Su chỉ mình tới cái trường này cả nhà. Nhưng mà theo mình biết á là cái trường này là đâu phải là trường của cô giáo Su dạy đâu. Đó, thì Su em tiếp tục gửi đi rồi em nói với anh là tại sao Su lại dẫn em tới đây. Rồi Su nói cái gì Su? Su nói cái gì? Su nói cái gì? Cả nhà, Su nói á, là Su đánh hơi được là cái cô giáo của Su mặc áo đỏ á, đã từng đi qua đây cả nhà, chứ không phải là chỉ là vô tình đi ngang qua đây thôi. Mà Su nói với mình á, là cái mùi của cô giáo Su nó khá là gần đây luôn. Su ngồi dậy. Su thử, Su ngửa lại lần nữa. Rồi Su nói đi, cái khoảng cách từ đây mà tới chỗ cô giáo Su là tầm cỡ bao xa? Nói anh nghe. Nói đi. Ôi Su nói là khá là gần, tầm cỡ 20-30 mét rẽ trái là tới cả nha. Vậy là bây giờ vị trí cô giáo của Su khá là gần. Bây giờ mình nhanh chóng tới đó thôi Thảo. Lên 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 lên. Lúc này thì cái khoảng cách giữa anh Sen tới chỗ cô giáo rất là gần luôn đó cả nha. Thì liệu rằng cái lộ mũi của Su có thật sự chính xác hay không? Tới rồi. Hiện tại là mình thấy có một cái hẻm dưới đây này cả nha. Mà Su nói là tới đây rẽ trái, thì tới đây rẽ trái là tay trái nè. Điểm này, Su có phải dưới đây không? Có phải ở dưới đây không? Su nói là Su không chắc chắn. Bây giờ cho Su ngửa lại lần nữa. Ngửa đi Su. Ok, bây giờ bắt đầu là sau khi mà Su ngửa kỹ rồi, bây giờ Su sẽ cho mình biết kết quả nha. Sao? Cái cô giáo Su màu đỏ có ở đâu? Ở chỗ nào? Su nói là ngay dưới đây cả nha. Đó, ngay dưới đây luôn, có nghĩa là ở dưới đây luôn nè, chứ không còn đi đâu được hết á. Đúng rồi á, nhìn đi lẹ đi anh. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ cua xuống đây nha cả nhà. Nè Su, bây giờ Su thấy cái mùi của bạn là Su sủ lên nha. Đó, chỉ cần bây giờ cả nhà Su đi dọc cái đường này nè. Đó, mà Su ngửi thấy cái mùi là Su sẽ sủ lên là mình sẽ biết là bạn đang ở đó. Đúng rồi anh, giờ em không biết giờ của em sao nữa. Giờ thấy dạo này của em có hình như lạ lạ ghê á. Thế Su, hả? Em thấy đối tượng em ngửi thấy cái mùi chưa? Su nói vẫn chưa cả nhà. Đúng rồi, phải chạy thôi, chạy thẳng luôn. Su nói gì cả nhà? Su nói gì hả? Su nói gì cả nha? Sao? Ngồi lại. Ê cả nha, Su nói với mình là cái mùi bây giờ nó đang ở khá là gần luôn. Có khi là ở xung quanh đây thôi Thảo. Đúng rồi anh, bây giờ mình đi theo hướng của Su đi anh. Bây giờ Su, anh hỏi đi. Bây giờ Su nói sao? Cả nhà, Su nói á, là tới đây á, là cái mùi của cái cô giáo Su nó rất là nồng luôn. Nên đâm ra á, là Su nói là ở cái khoảng cách ở xung quanh đây thôi nè, chắc chắn sẽ thấy cô giáo Su. Vì vậy á, đúng rồi, ở đây nè. Bây giờ mình chỉ cần mình cố gắng mình đi xung quanh nên là mình sẽ thấy cô giáo Su. Ok Thảo ơi, Su nói là khá gần đây, cái mùi của bạn rất là nặng ở chỗ đây luôn Thảo. Thảo ơi, Thảo ơi, Thảo nhìn thấy cái gì không? Hai đứa này thấy không? Xuống. Đúng rồi cả nhà. Đó, cái cô giáo của Su đó mà áo đỏ đó trên cầu kìa. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ á Thảo, đứng ở xa như thế này thì không thể nào mà có thể quan sát được. Bây giờ anh sẽ giả đò, anh sẽ lén lút anh đi vô để anh coi thử có đúng là cô giáo của Su không, có đúng là đối tượng mình đang theo dõi không, được không? Rồi, được rồi, ok, bắt đầu. Đó, cả nhà thấy không? Đúng theo những gì mình nghĩ luôn. Đó, cô giáo của Su áo đỏ đó. Cả nhà nhìn đi, ở dưới chân đó không hề có giày dép luôn nè, bởi vì cái đôi giày này đã giấu rồi mà. Đó, đúng luôn rồi. Ok. Lúc này á thì anh Sen đứng ở xa dùng camera quan sát thì đã có thể thấy được cô giáo của Su đang có những biểu hiện rất là lạ, đang cầm trên tay một cái gói bì bóng gì đó. Vậy là đúng theo những gì mà mình suy đoán. Su đã tìm ra được vị trí của cô giáo của Su, nhưng mà cô giáo của Su đang rất là đáng nghi nha cả nhà. Bây giờ cái điều mình cần làm tiếp theo đó chính là đi theo cô giáo này để coi cô giáo này làm cái gì đó, để mình lấy cái manh mối mình về mình chứng minh cho chị Hiền là Su vô tội. Ok cả nhà, cô giáo vừa đi qua mình nhưng mà không thấy. Ok, bây giờ mình sẽ chạy lại chỗ bé Thảo nha. Thảo ơi, đúng theo những gì mà anh vừa đoán rồi. Đó, cái bà đó chính là cô giáo của Su luôn. Nhưng mà anh thấy cái dấu hiệu rất là lạ. Tại sao cô giáo của Su đứng trên cầu nha, ôm một cái đống đóng làm cái gì hết, mình cứ đứng ở trên cầu nhìn xuống à. Đó, rất là lạ luôn. Giờ này nếu mà cô giáo của Su mà thật là cô giáo của Su phải đi dạy chứ. Đúng rồi á. Bây giờ phải làm sao Thảo? Bây giờ mình tám cho cô giáo em đi, theo dõi cô giáo em đi. Đúng rồi, anh chắc chắn luôn, nếu mà đây á, mà là cô giáo thiệt á thì sẽ không có gì, nhưng mà nếu mà cô giáo giả thì sẽ có những bằng chứng để mình có thể đem về cho chị Hiền, chứng minh Su bị oan, đúng không? Đúng rồi. Cầm cầm điện thoại. Đó cả nhà thấy không? Đó, cô giáo đó cả nhà, mặc đồ đỏ đó. Có cái này cô giáo đi ăn đừng chuối không? Đâu anh coi thôi. Đúng rồi cả nhà. Ở bên kia có cái đám cưới, có khi nào cô giáo đi ăn đám cưới rồi mang cái bịch đó không ta? Bây giờ để muốn biết là mình phải đi theo, được chưa? Ok. Tuy nhiên khi mà bám theo cô giáo này á thì anh Sen bắt đầu phát hiện một tình huống cực kỳ đáng nghi ngờ luôn. Sao bây giờ tự nhiên cô giáo đang tập bịch hàng nha. Bây giờ mình phải bám theo chăng thôi. Không hiểu rằng lý do tại sao mà cô giáo của Su bỗng nhiên tăng tốc bỏ chạy đó cả nha. Dạ, tăng tốc bỏ chạy đó kìa Thảo. Ủa, rõ ràng là hồi nãy là anh thấy cô giáo chạy tới được đây mà ta. Đúng rồi anh, hả? Giáo đâu luôn á. Chắc chắn luôn cả nhà. Hồi nãy á là mình vừa mới thấy cô giáo là chạy tới ngay chỗ đây. Vậy mà sao tới đây lại mất rồi? Em đâu có biết đâu anh. Sao nhanh dữ ta? Không, đúng rồi. Cô dám mang giày đá banh, vậy là chắc chắn luôn cô dám, chắc chắn là một vận động viên thể dục. Có đâu anh, cô em này tan mà. Chứ sao mà chạy nhanh vậy được, mình đi xe mà mình không dứt kịp luôn á cả nha. Được rồi, bây giờ chỉ còn một cách thôi, lấy đôi giày ra cho Xu ngửi tiếp. Đó, chắc chắn là Xu sẽ phát hiện ra vị trí cô giáo thôi. Ok. Cả nhà, thì hiện tại á, là bọn mình đã mất giáo cô giáo ở ngay cái vị trí đây rồi nha cả nhà. Thảo bây giờ Thảo lấy cái dép ra Thảo cho Xu ngửi đi. Nhanh lên. Bây giờ tất cả chỉ trông đợi vào Xu thôi. Tôi dừng té Xu. Xu ngửi đi. Ủa lên Xu. Rồi á. Rồi Thảo hỏi Xu đi. Xu ơi Xu. Giờ Xu tìm thử coi là cô của Xu với chị là ở đâu. Đúng rồi, cô giáo của Xu đi hướng nào? Nói anh nghe. Hướng bên đây hả? À hướng bên đây cả nha. Vậy là chắc chắn luôn, khi mà tới đây cô giáo của Xu đã cua dây rồi. Bây giờ đúng không? Đúng 100% luôn. Bây giờ bắt đầu sẽ di chuyển vô. Đây anh. Đây cả nha, thì hiện tại tới đây á là tiếp tục có hai cái ngã rẽ lận, một cái ngã trên đây cả nha, một cái ngã bên đây, thì mình không biết là đi hướng nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hỏi Xu nha. Cả nhà biết không? Bây giờ chỉ có thể nhờ vào Xu mới có thể tìm ra được tên đó thôi, và tìm được cô giáo của Xu thôi. Thảo, Xu ngửi Xu. Rồi, đâu rồi? Cô giáo đưa Xu đi hướng nào? Hướng nào? Hướng này. Đúng rồi. Rồi. Trời ơi, xui quá Thảo ơi. Ở trong đây nhiều đường quá Thảo ơi. Đây nè Thảo. Anh mệt quá. Xu nói á là trong đây nè, nó khá là nhỏ, nếu mà mình đi xe á chắc chắn sẽ tạo ra tiếng ồn và cái cô giáo của Xu sẽ phát hiện ra phải bỏ chạy. Vì vậy mình phải đi bộ Thảo. Đi. Không biết cô giáo của Xu chạy đâu mà nhanh dữ Thảo, đúng không? Bây giờ mình phải cố gắng Thảo, mình phải đi dọc hết tất cả những cái ngõ hẻm này để mình tìm. Rồi. À, mình đi bạn cái Thảo, lên, đúng rồi. Thảo lên, thấy nó kìa. Đi lên Thảo. À kia, nhanh lên. Ai kia. Ai, cô giáo kia. Đó thì ok cả nhà, thì liệu rằng anh Sen cùng với em Xu và bé Thảo có thể truy tìm ra cô giáo áo đỏ của Xu để minh oan cho Xu hay không? Thì mời cả nhà đón xem ở tập 63 nha.